số 8 này ạ. Núi rừng Tây Bắc hoang sơ và kỳ vĩ luôn là một sự thu hút kỳ diệu đối với bước chân người lữ khách trên ngàn dặm độc trình. Là cảnh đẹp như tranh vẽ, là hoa, là cỏ và là những ánh mắt trẻ thơ hồn hậu nơi vùng đất xa lạ lần đầu tiên đặt chân đến. Tôi hỏi đường lên thôn Xin Trải ở xã Nậm Khum, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, một thôn của người dân tộc Hà Nhì. Đâu anh ấy đâu ạ? À? À, anh sửa xe đây ạ. Ừ. Vâng, em muốn xin mà. Vâng, chào anh ạ. Ở đây là mình, cái làng của mình là có bao nhiêu mái nhà tất cả nhà anh ạ? Tức là hai chí hộ. Xe nhau cứ vào nhà xe thôi. Em chưa biết là cái chất liệu của mình là cái nhà này là xây bằng cái gì, em thấy nó cũng lạ. Xây là xây ở đất thôi. Ừ, ngoài là nó vuông một tí, có một tí vuông. À, vôi. Viết, ừ, viết cho là đất. À, ừ. Đất là có thêm một tí vôi ở ngoài nữa nhỉ? Ừ. Quá hay cái gì mà lạ nhỉ? Tức là nó để thóc ở trên gác nhỉ? Vâng. Thế còn cái phòng này là mình sinh hoạt ở đây gì ạ? Ừ. À, bếp nước ở trong này. À, thế là gia đình mình đang chuẩn bị nấu cơm buổi chiều đúng không ạ? Vâng. À, chị đang nhóm lửa. Bây giờ có túi rồi. Cái viên đá kia là mình để đấy làm gì ạ? Để thắp hương đó anh ạ. À, tức là thắp hương là mình thắp ở đây? Ừ, tự là. Hai anh chị là cưới nhau lâu chưa ạ? 10 năm rồi rồi. 10 năm rồi, nhưng mà ngày xưa làm sao mà quen nhau được ạ? Là... Trước nó đi chợ, sau đấy nhà mình đi chưa nó. Ừ. Tức là đi chợ rồi gặp nhau thích rồi lấy nhau. Ừ. Ở đây thì mình hay đi chợ ở đâu ạ? Đi chợ, đi ngử mùa hô, nó lúc nào có đi chợ mùa hô thôi. À, chợ mùa hô mới vậy. Rất là cảm ơn tất cả mọi người. Vì em thì không nói được tiếng Hà Nhì nhưng mà ngày hôm nay là đầu tiên được ăn bữa cơm của người Hà Nhì. Cháu mời bà. Cái món này của mình là món gì anh nhỉ? Món này này em thấy món này rất là lạ. Tên Hà Nhì là nó gọi là nhà bô. Ai gọi là con cào cào đấy ạ? À? Tức là món ăn đặc sản của người Hà Nhì là món này đúng không? Cháu dùng thử món này để xem không biết là có ngon không. Ngon chứ, cái này không nói giá này thì ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Rất là giòn đúng không? Ừ. Hai con cái món này không biết là món gì chẳng nhìn thấy rất là lạ. Đây là món đậu. Đậu là mình ninh lên ạ. Luộc lên. À, mình luộc lên. Nó thắc mắc là ở dân tộc Hà Nhì của mình thì là thường là đàn ông thì ban ngày thì sẽ làm việc gì mà đàn bà sẽ làm việc gì ạ? Đàn bà thì đi lấy củi đấy. Lấy củi ạ? Vâng, đàn ông thì đi cày ruộng. À, ông đi cày ruộng là đi cày ruộng đi làm nương. Ngày chủ nhà thì cứ như là đà bà thì nó hay bá do cày này do cỏ lên trên về yểu cứ như là điệu đi bán. Tức là Tết của người Hà Nhì của mình thì là mình sẽ mặc quần áo truyền thống đó. Em mới là tháng 6, tháng 2 cứ như là như thế, mới là cứ như là mặc áo mới so so để đi chơi. Đàn ông thì chỉ có uống rượu ở nhà. Thế ngày mai là phiên chợ mùng hôm đúng không ạ? Ừ, ngày mùng hôm. Ngày mai chú có xuống bên chợ mùng hôm à? Có hết. À, thế là tất cả mọi người ngày mai đều xuống. Ừ, cháu cũng muốn là ngày mai cháu cũng được đi bên chợ mùng hôm được không? Ừ, đúng rồi. Cháu thấy là thường là uống rượu thì là người các dân tộc, ngay cả người Kinh cũng hay hát, rất là hay hát. Không biết là mình có bài hát nào để cháu uống rượu để cháu hát bài một bài hát của người Hà Nhì luôn. À, đồ lu mù ai ra ai ra gì chưa là khơi tới tới một chè mà. Hay quá. Hay một bài nữa. Con bé con mà. Hay quá.